Trời, trễ dữ vậy. Trời ơi, bữa nay cuối tuần rồi đó. Em phải kiếm chỗ nào để mà ăn chơi cho thật xả láng, hết Sao cô? Bữa nay là đi với anh chàng phi công hay là anh chàng phòng thuế stress. Với đây? ai? Cái anh đó là xưa rồi. Trời, em đã có một cái option mới. Đó chính là thủy thủ tàu Viễn Dương. Vừa trẻ nè, vừa khỏe nữa, và còn rất là ga lăng nữa đó nha. Thấy hâm mộ không? Trời quên đó ơi, nữa trời. phục cô sát đất luôn rồi nha. Trời, chị ngưỡng mộ em quá à. Ê, 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 mọi người, hôm nay tôi bận ông mới đi uống cà phê nè. Đẹp không, đẹp không? Trời đất ơi, bởi vậy cuối tuần tươi đẹp ở lại công ty làm gì? Đi với bộ đi. Thôi mọi người ở lại đi, em đi đây, đi với trai. Bye bye. Ê, đi vui vẻ nghe. Ờ. Thôi cuối tuần rồi, giờ ở lại công ty làm gì đúng không? Phải đi chơi chứ. Ừ, tôi cũng về đi ăn nhà hàng với bồ nè. Thôi thôi, đi 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 đi. Đi thôi, đi thôi. Trời ơi. Không lẽ cuộc đời mình nó cứ nhàm chán mà trôi qua vậy sao? Bữa nay cuối tuần ông có làm gì không? Không, tôi đang ở nhà. Cuối tuần cái gì chứ? Đối với tôi ngày nào cũng giống như ngày nào. Ờ, vậy mới nói. Chỉ những người ế ẩm trong cảnh ngộ mới đem lại hạnh phúc cho nhau. Chán ơi là chán luôn á. Ê, hay là chút nữa tôi đi làm về tôi qua nhà ông tôi nấu ăn ha. Nấu gì ngon ngon ăn nha. Ờ, mà đúng rồi, ba ông đang mệt chắc thích ăn súp. Tôi nấu súp cua ha. Ừ, bữa nay nhà tôi có khách, để bữa khác nha. Ủa, ai vậy? Thì có sao đâu, có gì á tôi nấu đãi khách luôn ha. Tôi nấu hơi bị được đó nha. Ừ, thôi khỏi đi Diễm. Ừ, có vợ sắp cưới của tôi nấu rồi. Cái gì? Ai vậy? Thủy. Thủy hả? Là sao? Là vậy thôi, tôi sẽ nói với Diễm sau nha. Anh ơi, em nấu xong rồi nè. Anh lên mời ba má xuống ăn nha. Ờ, chờ anh chút xíu nha. Vậy mình gặp sau nha. Bye. Ờ. Việc vui của bạn mà xin mình thấy thiệt bây giờ.
Ngon không bác? Ngon. Dạ. Nhà này á, từ lúc có con về vui vẻ giả máp hẳn lên. Cảm ơn con nhiều lắm nghe. Dạ. Ăn đi con. Sao con không ăn? Làm gì thẫn thờ vậy? Tài. Dạ. Dạ. Ăn đi anh. Em ăn nhiều tí nha. Em ăn đi. Em ăn nhiều chút. Dạo này anh thấy em hơi ốm đó. Em biết rồi. Hai bác ơi, con không có biết hết khẩu vị của mọi người trong nhà. Có gì từ từ hai bác chỉ cho con nghe. Chỉ cần là em nấu món gì anh ăn cũng ngon hết á. Ăn đi. Công nhận con mình á, nó khéo nịnh ghê. Cái khoản này nó hơn ông rồi đó. Nhìn con vậy thiệt bánh đút không trôi á. Con có ăn gì đâu. Tự nhiên con ăn ngang rồi má. Con biết tin gì chưa? Thằng Tài nó chuẩn bị cưới vợ đó. Lần này là thiệt à, chứ không phải giỡn chơi đâu. Thằng Tài nó thiệt là biết nghĩ. Ông Tý vậy là mãn nguyện rồi. Nói không phải trụ, nếu mà ông vắng số hả thì cũng vẫn thanh thản. Chứ thân già này không biết chừng nào mới thanh thản đây. Má, má cứ nói kiểu này hoài á. Mày muốn con chịu không nổi, con dọn đồ ra ngoài ở cho má coi á. Má nói cái gì sai sao? Phải chi á, con xấu xí kém cỏi đã đành. Đằng này có nhiều thằng theo đuổi, toàn là những thằng đẹp trai, giàu có. Mà con chảnh chọe, chê này chê nọ, dễ sưng rồi đó. Con nghĩ má ông tức là mới lạ. Má, hạnh phúc là hạnh phúc của con, lấy chồng mới lại lấy cho con. Sao mà má suốt ngày má nói này nói nọ vậy? Má phải tôn trọng ý kiến của con chứ. Bộ con nghĩ má không thương con sao? Má thương con, cho nên má mới lo sau này má già yếu nè, má chết đi, con ở vậy thành gái già một mình, ốm đau thui thủi. Nghĩ như vậy là má đau lòng. Má, con xin lỗi mà má. Nhưng mà từ nay má đừng có gây áp lực cho con nữa. Con đâu có muốn ế vậy đâu má. Ba con dám số mất đi rồi, má chỉ còn có một mình con à. Má muốn cho con lấy chồng, để sau này con còn có con có cái với người ta nữa chứ. Má, má đừng có khóc nữa. Má yên tâm đi, trước sau gì á con cũng lấy được chồng mà. Chỉ có là hơi chậm chút xíu thôi má. Má không nhớ con nói gì hả? Đắc lo ế mừng chậm chắc mà má. Nha. Tổ cha má. Mày đắc lo ế mừng chậm chắc gì chứ. Má không có tiền xây miếu bà cô cho con đâu nha. Thôi. Đi ăn cơm tiếp đi con. Dạ. Đi. Nè, ăn đi. Má làm đồ ăn quá trời mà con cứ cài nhơi hoài cái ghét mà. Thì hả? Má cũng phải vui lên, con mới ngon chứ. Má ăn đi má. Ăn đi. Dạ.
con đi nha má ơi. Dạ con đi ạ. Hai con đi chơi vui vẻ nha. Diễm, Diễm. Diễm. Dạ. Lại đây con. Sao đứng đó vậy? Con vô nhà bác chơi. Dạ. Ừ? Con uống đi. Sữa đậu nành này là do con Thủy nó làm đó. Dạ. Công nhận con nhỏ này khéo tay mà lại đảm đang nữa. Ừ. Uống đi con. Ừ. Mà từ bây giờ trở đi đó, con khỏi mất công qua nhà bác nấu nướng nữa. Chuyện đó có con Thủy nó lo rồi. Nó nói từ ngày mai đó, sau giờ làm về nó qua nhà bác nó làm hết. Dạ. Tại con ở gần, chạy qua chạy lại nó tiện chứ làm gì sợ cực Thủy không bác? Bác cũng nói vậy mà con Thủy đâu có chịu. Nó nói trước sau gì nó cũng làm vợ của anh Tài. Cho nó đến đây để nó làm ba cái chuyện lắc chắc cho nó tiện. Bà bác thấy nó nói vậy cũng đúng. Dạ. Mà đầu năm á, cưới anh Tài. Cuối năm con đám cưới đi. Dạ. Với lại á, đàn bà con gái mình á, không có như con trai, tuổi xuân ba mau lắm. Mà má của con ở bên nhà, bà cũng đồn có rể. Uống đi con. Dạ. Diễm đi đâu đó? Mới nói chuyện với bác gái xong, giờ tính đi đi dạo vòng vòng một chút. Tôi đi nha. Vậy là ông quyết định cưới Thủy thiệt hả? Mà sao gấp quá vậy? Diễm biết rồi đó. Ba tôi bệnh nặng, sợ không qua khỏi. Ước nguyện cuối cùng của ba là nhìn thấy tôi được lấy vợ, sinh con, ổn định cuộc sống. Tôi không muốn làm ba tôi phải buồn lòng. Nhưng mà ông đâu có yêu Thủy đâu. Nếu yêu Thủy á, ông đâu có khổ sở vì chuyện của bà Lan bữa giờ. Không yêu, Diễm biểu tôi phải làm sao bây giờ? Ba má của tôi rất quý mến tính của Thủy. Thủy lại hội tụ đầy đủ những yếu tố để trở thành một con dâu ngoan, một người vợ đảm. Lúc này, tôi không còn sự lựa chọn nào khác hơn nữa. Nhưng mà ông đã từng nói với tôi á là không thể nào cưới người mà mình không yêu hết. Bây giờ ông cưới Thủy vì ba má của ông, vậy có công bằng cho ông không? Và công bằng cho Thủy nữa. Thủy không đáng phải chịu như vậy đâu. Tôi đã tự hứa với lòng mình, tôi sẽ dành phần đời còn lại của mình để bù đắp và yêu thương Thủy. Tôi không chắc là mình sẽ yêu cổ nhiều như đã dành tình cảm của mình cho ai đó. Nhưng tôi tin. Tôi tin là mình sẽ làm cho cô ấy được hạnh phúc. Và biết đâu theo
Tụi nhỏ đứa nào nó cũng bận rộn hết á, cho nên bữa nay tôi mới qua gặp bà nè, để nói chuyện cưới xin cho hai đứa nó luôn. Chuyện cưới xin á là chuyện cả đời, chứ đâu phải nói cho qua được. Mà hiện giờ ông anh bên nhà đang đau bệnh như vậy, thiệt tình tôi cũng không muốn trì hoãn cho nó lâu như vậy. Mẹ, sợ lỡ gì. Con chào bác. Thầy tới hả bác? Lại đây ngồi đi con. Dạ. Hai đứa bàn chuyện cưới xin tới đâu rồi? Đã có địa điểm tổ chức rồi khách mời. Quần áo con lo xong chưa? Con nhanh quá không bác? Tại vì thực ra là tụi con chỉ mới vừa nhận lời. Trời đất, hai đứa con còn con nít gì nữa đâu, lớn tuổi hết rồi, mấy cái chuyện cưới xin á làm là phải làm tới liền. Con gọi thằng Tài về bàn bạc liền đi. Còn công việc của nó bỏ về liền đi. Bàn con gọi điện cho nó đi con. Dạ. Gọi đi con. Bữa hổm á, ảnh mới cầu hôn em, lãng mạn lắm á. Rồi sao, đồng ý chưa? Trời ơi, không chừng năm nay hả, phòng mình có hai cái đám cưới nha. Chị cũng đợi cuối năm chị đám cưới vậy nè. Hả? Năm nay á là năm đẹp, cho nên người ta lấy nhiều. Mà lấy chồng là phải lấy liền tay, chứ trì trệ như sếp của mình á hả, là có ế dài luôn á. Nói chung á là em thấy ế như sếp của mình á mà kén chọn nữa thì mãi mãi không bao giờ lấy được chồng hết trơn á. Anh nghĩ đi, gái xinh á, gái đẹp á, nó còn ế đầy đường ra kìa, huống chi là sếp của mình. Em nói thiệt á, giờ á chắc sếp đang tiếc hụi hụi về cái mối tình mà em với chị giới thiệu á. Mọi người á có tin vui thì tôi cũng thành tâm chúc mừng. Dạ. Nhưng mà tôi nghĩ á, đừng có đem chuyện người khác ra mà bàn ra tán vào, hiểu không? Đừng có thương hại giùm hay tội nghiệp giùm. Mỗi người một số phận mà, đâu ai giống ai đâu. Sao mà chắc em hết vậy? Nhắc cái gì mà kịp, bịt miệng còn không kịp nữa nè. Em muốn chui xuống đất luôn á. Không em, Diễm biểu tôi phải làm sao bây giờ? Ba má của tôi rất quý mến đến tôi, giữ lại hội tụ đầy đủ những yếu tố để trở thành một con dâu ngoan, một người vợ đạo. Lúc này tôi không còn sự lựa chọn nào khác hơn nữa. Nhưng mà ông đã từng nói với tôi là không thể nào cưới người mà mình không yêu. Bây giờ ông cưới Thủy với ba má của ông, vậy có công bằng cho ông không? Vậy không bằng cho Thủy nữa. Thủy không đáng phải chịu như vậy đâu. Tôi đã tự hứa với lòng, tôi sẽ dành phần đời còn lại của mình để bù đắp và yêu thương Thủy. Tôi không chắc là mình sẽ yêu cổ nhiều như đã dành tình cảm của mình cho ai đó. Nhưng mà tôi tin, tôi tin là mình sẽ làm cho cô ấy được hạnh phúc. Và biết đâu theo thời gian, có thể tôi yêu Thủy thì sao chứ. Anh biết rồi, trưa nay anh sẽ qua liền. Đây, mọi người nghe đây, có tin vui nè. Sếp. Dạ sếp.
Phần này á, phòng chúng ta được xếp thưởng vì hoàn thành dự án trước thời hạn. Tôi quyết định đặt ăn trưa ở nhà hàng San Hô Đỏ. À, mọi người thấy làm sao? Hay lắm. Đúng đó anh. Dạ sếp ơi sếp, cho em vắng mặt trưa nay có được không ạ? Không được, không ai được vắng mặt. Nhất là cậu á, cậu là chủ sĩ của dự án lần này, vắng mặt cậu liên quan còn có ý nghĩa gì nữa? Đúng không mọi người? Đúng rồi, đúng rồi. Thưa anh sao được? Dạ thưa sếp và mọi người thông cảm cho em. Trưa nay em qua nhà vợ tương lai của em để bàn chuyện đám cưới đó. Trời đất ơi, cậu Tài nói giỡn nói thiệt vậy? Lần này tính lái máy bay đội nào đây? Dạ máy bay đời mới 100% luôn á. Em giả từ nghiệp lái máy bay bà già từ lâu rồi. Trời. Công nhận nha, chuyện tình cảm của cậu á ly kỳ giật gân như là phim tâm lý của Hàn Quốc vậy đó. Chưa tới tập cuối không biết phim nó đi theo chiều hướng nào hết trơn trời á. Đúng rồi sếp. Dạ không, lần này là kết thúc phim thiệt rồi sếp. Em sẽ thông báo ngày vui của em càng sớm càng tốt cho mọi người biết. Ok rồi, ok vậy chúng ta sẽ tạm hoãn cuộc vui vào một ngày khác, rồi chừng đó ăn mừng hai vụ cả thể luôn nha. Một là dự án thành công, hai là mừng cho trai phòng mình thoát khỏi cảnh trai ế. Đúng không? Dạ, cậu dạ, dạ, dạ đúng rồi. Dạ, cảm ơn sếp. Rồi mọi người vui vẻ nha. Dạ. Chúc mừng, chúc mừng anh nha. Ê, lại là con gái rồi. Ủa, xin bái phục đại ca. Tụi em á, theo anh muốn xỉu luôn vậy đó. Đúng là bái phục, bái phục. Ủa, anh Tài, đi đâu vậy?